đón chào hai em Võ Hoàng và Phương Khanh. Hân hạnh chào mừng tất cả quý phụ huynh, các thầy cô và các bạn trong các phòng này. Con là Phương Khanh. Và con là Võ Hoàng. Hôm nay chúng con và các bạn New Kids sẽ biểu diễn những tác phẩm của nhiều thể loại nhạc khác nhau. Chương trình Anh Em Đã Start này là lời chào tạm biệt đối với gia đình, ông bà, thầy cô, bạn bè trước khi con và Phương Khanh đi du học. Anh Em Đã Start được là điểm kết của khoảng thời gian mà chúng con là thời niên khiếu của chúng con ở Việt Nam, và cũng là thời gian chúng con được học tập và làm việc ở New Kids. Đây cũng là sự bắt đầu mới cho sự những thứ mới hơn ở một đất nước mang tên Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại những kỷ niệm đẹp và khó quên với những tác phẩm đã học được suốt thời gian qua.